Rồi, nè. Xin chào mấy bạn. Hôm nay mình cho heo ăn. Heo của mình là heo heo màu đỏ, có con mắt nè, có mũi, có bốn cái chân. Quạt cho heo mát đi. Dầm quạt cho heo nó mát nha. Heo ơi mát nè. Heo mình bỏ một năm nay nó đói vậy hả con? Hay nó đói rồi mình cho nó ăn đi. Dạ, một năm mới nó ăn được một lần. Hôm nay con cho heo ăn tiền. Rồi, cho nó ăn đi. Quấn lại. Gần dữ vậy ta. Hỏi nó gần dữ vậy ta. Nhét được không con? Con biết được. Thôi coi. Rồi đẩy vô. Nhét ơi ăn, nhét ơi ăn. Nhét ơi ăn đi. Rồi nhét vô đi. Rồi nhét vô đi kìa. Ăn ngoan, ăn ngoan. Ăn ngoan nè. Em theo ăn ngoan nha. Không được nhả nha. Yo. Ghê, đẩy vô con. Đó, mẹ để kìa, con đẩy vô đi. Tết năm nay heo nó đói nhiều quá con. Dạ. Cho heo ăn thịt là nhờ cho heo no luôn con. Tết năm nay heo ăn ít quá. Đẩy vô đây. Heo ơi ăn đi nha. Rồi đẩy vô kìa, nó đẩy vô. À. Chừng gáp nha. Ui hay quá. Còn hai tờ nữa. Nãy giờ bỏ mấy tờ là mẹ có điếm đâu? Không biết nữa. Không biết nữa. Rồi giỡn heo mình nó no chưa? Chưa đâu. Nó còn kêu ọc ọc không? Nó còn kêu ọc ọc không con? Rồi nhớ chưa? Rồi ôm heo hôn cái đi. Rồi heo nó no chưa? Heo ơi no chưa heo? Heo thế lời là no rồi. Thế lời no rồi hả? Không biết đi. Rồi chào mọi người đi. Chào mọi người. Rồi.